Cửa Nguyễn Tố Audio Nhật bãi tuyển chọn xin kính chào tất cả quý các bạn đam mê audio trên mọi miền đất nước. Vâng, rất vui mừng khi lại được gặp các bạn trong chương trình thông báo hàng về giới thiệu sản phẩm và test chức năng hoạt động sản phẩm của cửa hàng em hôm nay. Trước mặt quý các bạn thì em đã trưng bày ra sẵn dàn Sony có màu đen. Chung quanh đây có ai đâu. Sony Sony CMT-M3 nhé, dàn này mọi chức năng của dàn hoạt động hoàn hảo ạ. Em đang chạy đĩa CD. Em xin test một bài hát. Các bạn chuyển bài bằng nút này ạ. Kết nối điện thoại máy tính TV qua cái cổng này ạ. Audio in. Dân vải tẩm dầu vĩnh cửu nhá. Rất là bền, các bác không lo sợ bị hỏng ạ. Ngày xưa mình chẳng mong sang chỉ cần hai đứa. Dàn này có nhược điểm duy nhất là một bác khách đến nghịch dại bên em lấy rẻ lau vào cái màng giấy này. Bác khách đến nghịch rất dại, thế nên là nó bị sờ thế này lên ạ. Rồi rất tiếc ạ, thế nên là em bán rẻ thôi. Mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cười. Dàn em bán 1.200.000 nhé. Em đã về vui với người nhau muôn đời, buồn mẹ sắp nát hồn đấy. Ra vào cửa điện rất ok. Đấy. Đọc đĩa ok luôn. Thôi, mọi thông tin mua hàng các bác liên hệ số điện thoại trên tấm biển 0981150665. Bác nào cần xem hàng giao đi bên em. Các bác xem video vui lòng ấn nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều chương trình em hơn ạ.